Trong tổng số 437 công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu khỏi cơ sở đánh bạc gần thủ đô Manila, một nhóm gồm 60 người đã về nước rạng sáng nay, 30 tháng 5, theo cập nhật từ Bộ Ngoại giao. Liên quan vụ việc công dân Việt Nam được lực lượng chức năng Philippines giải cứu ngày 4 tháng 5 tại tỉnh Pampanga, gần thủ đô Manila, Philippines, thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại thăm hỏi, hỗ trợ, phỏng vấn, lên danh sách và thu thập thông tin các công dân Việt Nam, đặc biệt là những người không có giấy tờ đi lại còn giá trị. Ngày 25 tháng 5, Ban chỉ đạo bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đã họp đánh giá tình hình và tìm giải pháp phối hợp với phía Philippines đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, có 437 công dân Việt Nam được đưa ra khỏi cơ sở đánh bạc nêu trên. Cục lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP, Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các phương án, phối hợp với các cơ quan quản lý cửa khẩu để tiếp nhận, bàn giao công dân cho người nhà, địa phương liên quan. Rạng sáng 30 tháng 5, nhóm 60 công dân Việt Nam đã về nước. Bộ Ngoại giao chỉ đạo Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục trao đổi để sớm hồi hương số người còn lại an toàn. Mới đây, hãng tin AFP dẫn lời bà Michelle Sabini, người phát ngôn nhóm chống tội phạm mạng thuộc lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết cảnh sát nước này ngày 4 tháng 5 đã đột kích vào một cụm tòa nhà tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90 km về phía bắc và giải cứu thành công 1.090 nạn nhân. Những người này bị tịch thu hộ chiếu và bị ép phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến. Các nạn nhân được huấn luyện gạ gẫm, quyến rũ người lạ trên mạng. Sau đó họ sẽ dụ dỗ những người này mua tiền ảo hoặc chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng giả. Đối tượng thường được nhắm đến là người Mỹ, châu Âu hoặc Canada. Ít nhất 12 kẻ tình nghi đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích với cáo buộc buôn người. Trong số này có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia. Trước đó, giới chức Philippines hồi tháng 4 đã cảnh báo sự gia tăng các hành vi lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là thông qua người nước ngoài bị lừa bán vào nước này. Theo Vietnam Finance, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.